quanh này 100% các căn nhà đều là nhà sàn nha. Wow, nhìn đẹp hen. Rồi bến tốt rồi kia, đi được một khúc rồi đó. Chút nữa mình sẽ leo lên trên này. Đây cái xe của mình đây này các bạn. Đó, cái xe khoảng cách này đậu rất là sát nhau nè. Một lần đó là trên tàu mình có mấy người chú? Tàu đi một tàu mà cậu con đi có 2 người thôi, 3 người thôi. Có 3 người. Hai người sau người ra mình cấp tình nó 3 người. Trời, có 3 người thôi mà đánh bắt được quá trời. Một cái bịch này là bao nhiêu pound chú? Trên dưới 70 pound. Trên dưới 70 pound là hơn 30 ký đó. Rồi dính nó nha, cẩn thận nha. Được chú. Cái hôm nay làm hôm nay mình làm YouTuber đó ta. Mình phải quay quay người khác ta. Cảm ơn chú nha. Rồi. Hi, xin chào các bạn. Trong video này, mời các bạn cùng đi phiêu lưu với Kelly đến một vùng đất mới nha. Gọi là phiêu lưu vì đây là nơi mà Kelly chưa bao giờ đặt chân đến và cũng không biết chính xác đường đi nước bước như thế nào. Đợt Kelly đến tiểu bang Texas chơi mà cũng nghe nhiều người nhắc đến khu làng chài dưới vịnh ở Galveston, đặc biệt là có làng chài của người Việt nữa. Thế là mình quyết định đi thử cho biết. Từ Houston lái xe xuống thành phố đảo Galveston nằm trên bờ vịnh Texas cũng mất khoảng 100 km, hơn một tiếng lái xe cũng không phải là xa lắm. Nhưng mà mình thì cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi, còn đi chính xác ra sao thì vừa đi vừa tính. Nói chung là chuyến này đi chơi cho biết, vừa trải nghiệm luôn mà. Và không ngờ cái chuyến đi ngoài dự kiến này lại có rất nhiều điều hay và thú vị nha. Cái này đúng là đi theo kiểu where the wind takes me đó các bạn. Gió thổi đến đâu đi đến đó. Đây đây, ta thấy cái cổng ferry ở đây. Đây có người chỉ mình đi theo hướng đó. Ok. Mình đi tầm chiều chiều các bạn nên là chỗ này vắng quay à. Nói chung cứ đi theo hướng dẫn người ta chỉ thôi. Một bài xe đây, chị này kêu mình chờ, cái kia đi trước xe mình rồi đến lượt mình đi theo luôn nè. Rồi nhìn thấy cái phà đó các bạn ơi. Bên trái mình là biển nhá. Cái này nó ghi là Ray Stalker Junior, rồi phía trên là cũng có người hướng dẫn nha, đậu xe sao. Mình cũng là một trong những xe đầu luôn á. Rồi có một cái phà kia đã đi trước mình, cái phà màu xanh dương á. Ok. Rồi đổ ở đây. Ok. Bên kia thì có một cái phà mới cập bến nè, cái phà robot nữa ha. Cái phà màu cam. Đó các bạn thấy không, đang dần dần cập bến nè. Sóng bự chưa, sóng lớn á. Các bạn nhìn bản đồ nè, mình đang ở chỗ phà Galveston ha. Mình sẽ băng qua cái biển hay là eo biển này này để đi sang cái phà bờ bên kia. Thì tổng cộng là hết khoảng 5.2 dặm và 12 phút. Là tầm 3 giờ 17, 17 phút mình sẽ đến. Nhưng mà bây giờ thì là vẫn còn chưa đi, còn đang chờ xe các bạn ạ. Tại cái chuyến này nó hơi bị vắng đó. Cái phà của mình bắt đầu rời bến rồi nhá. Bây giờ mình xuống, mình đi review phà mới cho các bạn xem. Đó. Rời bến tốt rồi kia, đi được một khúc rồi đó. Chút nữa mình sẽ leo lên trên này. Đây cái xe của mình đây này các bạn. Đó, cái xe khoảng cách này đậu rất là sát nhau nè. Rồi lên đây. Tổng cộng là có 2 dãy xe. Dãy bên này và dãy này. Ở đây thì tiếng động cơ nó khá là ồn. Mùi chim hải âu quá trời luôn. Thấy rất là nhiều người xuống đây để ngắm cảnh này. Đó. Cái phà này thì có 4 làn xe. Là bên này. Này cái này chống mưa chống quắc nè. Tại hôm nay vắng có buổi chiều rồi mà. Ôi, chim hải âu bay đầy trời luôn. Đó. Còn đây là những cái áo
áo cứu hộ đây các bạn. À, áo cứu hộ đây này. Họ để ở trong cái tủ này, tủ sắt này này. Đó. Còn bên này là thuyền cứu hộ nha. Thuyền cứu hộ này thì chở được 6 người này các bạn. Họ có sẵn cái lòng dọc này, để có gì cần thiết thì thả xuống dưới biển. Nói chung là ăn đi biển thì an toàn là hàng đầu luôn. Đó, các bạn thấy chim bay nhiều không? Mấy con hải âu này nó đậu ngay đây. Wow. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên cái tầng này nha. Cầu thang này nó khá là dốc. À mà đi cái phà này là miễn phí các bạn, nó không có thể trả tiền gì hết trơn đó. Ở trên này thì mình có thể nhìn thấy biển nhiều hơn. Ở bên kia có cái phà kìa. Ở đằng xa kia các bạn thấy có cái phà không? Không biết là chở gì luôn đó. Cái phà đó như trống các bạn ơi. Dài lắm kìa. Đây thì trên này có nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh nữ hả? Nhà vệ sinh nữ. Ồ, có 4 nhà vệ sinh nữ. Đây, đi ra ngay bên này xem. Đây, những cái cửa sổ mà có thể nhìn ra biển này, ngắm cảnh này mà sợ gió. Còn đây là nhà vệ sinh nam. Đây này có thể ra ngoài ngắm cảnh như vậy. Ở phía dưới này xe đậu này. Uầy. Lênh đênh lênh đênh. Cái pha này hơi bị váng đấy. Mọi người hay đứng ở đây để ngắm cảnh đấy các bạn ơi. Đó. Wow, đã quá. Đứng ở chỗ này ok nè, không có bị nhức đầu mấy. Bên này là rất là nhiều tàu lớn đấy các bạn. Ở ngay đầu tàu bên này cũng có một cái tàu cứu hộ. Còn cái tàu cứu hộ hồi nãy mình chỉ các bạn là phía đuôi tàu ha. Ở trên này ngắm cảnh một tí xíu cho biết, rồi mình đi xuống để chuẩn bị lên bờ nữa. Không biết là cuối tuần thì cái phà này có đông người không, chứ bây giờ là mình đi trong tuần á, thấy cũng vắng người quá ha. Mà Kelly thấy thì cũng có nhiều chuyến phà lắm nha. Lúc mà rời bến hay là cập bến thì đều thấy chiều bên kia có tàu đi hoặc là đến hết á. Đi trên biển nhìn cái bầu trời đầy mây như vậy thì cũng hơi u ám ha. Chỉ mong là trời không mưa thôi. Khi mà tàu cập bến thì mình chờ thêm một chút xíu để người ta hạ cây cầu xuống, rồi các xe cứ thế mà lần lượt chạy ra ngoài thôi. Không tốn một đồng nào luôn nha. Cái khúc lên đến đảo nè thì mới là bỡ ngỡ nè. Mình hoàn toàn là không biết chạy đi đâu luôn á. Nên là thực tế thì mình cứ chạy đại thôi. Đúng là chạy đại không có lộ trình, nên là chỗ nào thích thì mình sẽ quẹo vào. Cảnh trên đảo nhìn hoang sơ ghê luôn. Mấy con đường nhỏ mà mình quẹo vào á thì nhìn sẽ như vậy nè. Đồng không mông quạnh, không thấy một bóng người luôn nha. Xong đi một hồi cũng không thể đi tiếp được nữa, vì nguyên con đường phía trước là bị ngập trắng nước luôn. Phóng tầm mắt ra xa thì mình có thấy hai chiếc xe đang lội trong nước thì chạy. Xe SUV gầm cao thì chạy được, chứ cái xe mình thuê là xe sedan nên cũng không dám liều chạy tiếp đâu. Thế là vòng xe lại để đi mấy con đường khác thôi. Các bạn ơi, chỗ này mình cảm thấy là đậu xe được nên là mình xuống mình quay cho các bạn xem nè. Con đường thấy giống đường quê ở miền Tây không? Và nhà thì ở đây rất là vắng. Và điều đặc biệt cái nhà ở đây nè các bạn. Xung quanh này 100% các căn nhà đều là nhà sàn nha. Wow, nhìn đẹp hen. Và những căn nhà này các bạn thấy họ sơn màu rất là dễ thương luôn. Màu xanh, màu tím nè. Và cái nhà sàn này mình thấy rất là cao luôn. Các bạn nhìn đằng xa kìa, có cái xe nè. Này cao gấp đôi, gấp ba cái xe luôn á, chiều cao á. Ngoài cái nhà sàn ra thì họ còn ở trong trailers kìa. Đó, đây cũng trailer. Rồi
Rồi phía xa kia cũng là trailer kìa. Và mấy cái căn nhà mà đã lấp ló đằng xa kia cũng là nhà sàn luôn nha các bạn. Mình vẫn không biết là những cái khu mà thuyền đánh tôm của người Việt mình ở đâu nữa. Thì nói chung là tìm được thì tìm, được không thì thôi. Mình coi như một buổi mình đi khám phá cái hòn đảo này ở phía nam của tiểu bang Texas ha. Cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Thấy được nhà sàn nè, rồi được đi phà nè. Con đường này là không ai chạy luôn đó các bạn. Một mình một xe luôn. Thì cảm giác là cũng rất là gọi là thong dong tự tại các bạn. Ở đây có mấy cái bãi nước này. Tại vì hôm qua là trời mưa. Hôm nay lúc mà mình định đi lên đây thì mình cũng sợ là trời mưa. Nhưng mà may là sáng nay tự nhiên tạnh mưa và chiều không mưa nữa. Thì mình mới quyết định đi xuống dưới cái khu Galveston này. Chứ còn không thì hôm qua mình còn đọc thấy cái tin gọi là cảnh báo lũ lụt ở dưới vùng này nữa đó. Thôi từ trong xe này các bạn, mình nhìn ra là các bạn chim trên những cánh đồng nước này. Trời ơi, không khác gì miền Tây ha. Đây, vào đây quay cho các bạn thấy là hai bên sông nước ha. Mấy cái đầm á, cái đầm nó ngập nước luôn. Hôm qua mưa lớn rồi. Bên dưới kia là nhà sàn à. Ôi, này là chim cò đầy, nhiều cò lắm các bạn ơi. Trên này mấy con cò kìa. Vừa cò vừa chim luôn. Cò trắng. Cái này là nhà riêng, là cuối con đường rồi. Thì mình sẽ quay lại. Bên trong kia có cái thuyền để đi đánh bắt kìa. Thì các bạn nhìn cái con đường này nè, là ngập lụt hết nha. Ngập lụt hết, đi vào nhà mấy khu nhà đó. Hôm qua chỉ là trời mưa thôi, chứ không phải là bão gì đâu. Trời mưa mà đã bị ngập lụt như vậy rồi. Phía bên phải của mình có một căn nhà đang ra bán nè. Nhà sàn đang ra bán nè, nhìn cũng đẹp đó nha các bạn. Để chút nữa mình về nhà mình kiểm tra xem là họ bán giá bao nhiêu nè. Đó. Nhà màu xanh nhạt nhạt dễ thương, số 1603. Phía dưới họ có sẵn mấy bộ bàn ghế đóng sẵn để ngồi nữa kìa. Ở khu này đúng là có đặc sản nhà sàn ha. Mình lái xe qua cái khúc này á, thì thấy nhà nào cũng là nhà sàn hết trơn à. Nhìn rất là có nét đặc trưng. Mà do mình không biết đường đi nên là đi tùm lum. Bây giờ bạn nào mà hỏi lại á, thì mình cũng không biết là mình đã đi những đâu. Vì vậy thì cái nhà hồi nãy á, mình cũng không biết chỗ nào để xem giá nữa. Bây giờ thì mình vào thử cái trang Zillow để xem giá nhà ở trên hòn đảo này như thế nào. Thì thấy giá cũng dao động lắm nha. 900 ngàn, 1 triệu, hơn 1 triệu. Rồi 1, 2, 300 ngàn cũng có nữa. Tùy diện tích. Và cái nào mà gần biển á, thì sẽ mắc hơn. Chẳng hạn như là căn nhà này có giá là 345 ngàn, 3 ngủ 28. Đây là nhà mới nhưng mà không gần biển cho lắm, nên là có cái giá cỡ trung bình như vậy. Em là từ Cali đó anh. Quay kia em quay kia đông lắm. Bên nào ạ? À? Ngay chỗ là bên kia. Đông lắm là người Việt không ạ? À? Người Việt không ạ? Ừ. Đúng rồi, chạy qua dòng em. Qua đó là ừ. Đang quay đó. Đúng là hỏi gì đi. Làm. Nhưng mà bên Cali nhưng mà em đi qua đây thì sao? À không, thì em bay qua Houston. Xong thì em mới từ Houston em lái xuống đây. Thì em chơi ở Houston mấy ngày rồi. Em dạ. Ở thành phố nào? Dạ, ở San Jose. Ở San Jose à? Dạ. Ủa sao đi có mình em? Dạ, đi chơi mà anh. Chứ không có bạn trai em. Không có chồng rồi à. Chồng và con rồi à. Chứ giờ dẫn thêm mấy nhỏ làm sao mà đi được mấy chỗ này anh. Dạ, bây giờ em ở Houston ở khúc nào? Anh ở gần Bel Air. Bel Air. Dạ. Ồ, cái này là thuyền của mấy chú ạ? À? Không, đây thuyền cũng như không có hoạt động. Ừ, mấy chiếc này không có hoạt động nữa. Cái là tàu lớn bên kia. À, tàu lớn bên kia. Ở quýnh trong sông thôi. Dạ. Còn quýnh ngoài biển là mấy chiếc bự bự bên kia nè. À, bên kia. Mà bây giờ đang có người làm việc không anh? Dạ, cũng có. Có. Tại vì nãy là em đi vào vòng em không biết khu nào là khu người Việt. Em lái sang gọi là dọc, xuôi dọc, trái phải tùm lum hết á. Xong rồi mới ghé đại vô đây á. Dạ thôi cảm ơn, rồi em đi qua bên kia em. Đang uống bia ạ. Dạ thôi cảm ơn. Dạ không, em có nước trên xe rồi. Dạ. Nhưng mà đừng có quay anh
Che mặt được không anh? Che mặt anh đi. Tại tôi chống ngoài xã xuống đây chơi. Không, tại vì anh đi xuống cầu cá thôi. Xuống cầu cá. Anh yên tâm, em sẽ che mặt anh lại. Dạ. Cái này là 100% đều là người Việt hết ạ? Dạ, người Việt cũng có nhưng mà người Mỹ ít lắm. Mỹ đây là chủ vựa của Mỹ. À, cái vựa của Mỹ. Là mình làm việc cho... À, tà vựa là cái đất của người Mỹ. À, còn tàu là của mình hết. Rồi em xin phép em đi qua bên khu kia nha. Bây giờ qua đây thì cô chạy cái chỗ đó đó. Dạ. Ra chạy đi ra lại. Rồi qua cái hàng rào nè. Rồi nghe theo hướng dẫn của mấy anh mấy chú mình sẽ đi sang con đường bên kia. Wow, rốt cuộc là hên quá cũng tìm được chỗ rồi các bạn. ngược xuôi tả tơi. Đây là mấy cái thuyền này thì thuyền bé này thì mấy chú bảo là đánh ở gần thôi, còn thuyền bên kia sẽ là thuyền lớn. Rồi bên này vào đây nha, không có người đang làm việc không? Đây một loạt cái tàu đấy các bạn. Tàu Như Ý 2 này. Đây. Miss Liberty, Miss Lisa kìa. Oh, Captain Quang. Nghe tên là biết tiếng Việt rồi. Anh có phải người Việt Nam không ạ? Chào anh ạ. Anh làm việc ở đây ạ? Cho em vào tham quan được không anh? Dạ được. Dạ. Ủa, mình đã làm việc xong ngày hôm nay chưa anh? Chưa. Chưa ạ? Nó đang lên tôm. Đang lên tôm ạ? Ở đâu ạ? Bên kia. Bên kia cho em xem coi. Tặng quá. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. Đây nè, tàu Captain Quang nè. Wow, phát tài rồi các bạn. Nghe tên là biết rồi ha. Mình thử đi vào bên trong này. À, cái này cái chỗ làm việc này, đi xuyên qua đây nhé. Này, bên xe này giống như đang chuẩn bị dỡ đồ lên đó ha. Các bạn thấy cái cảng tôm bự không? Xe rất là nhiều. Thuyền kìa. Luôn. Ở đây thì rất là nhiều ở thuyền lớn luôn các bạn. Đây mình nghe dưới kia kìa, có xe đang không biết là xe chở xe cậu đồ đó. Đây nè, người ta đang làm việc các bạn. Wow. Đây. Wow, rất là nhiều tôm luôn. Hi. Hi. Mày nhỏ. Đây là các bạn ơi, các bạn nhìn cảnh mọi người đang vận chuyển tôm từ trên tàu xuống này. Đó. Đúng là vận chuyển từng cái bịch một là phải sức người. Xong sau đó họ lên một cái pallet này nè, sau thì lùng cái xe đẩy lên. Nặng đến mức là phải dùng cái dòng dọc này. Các bạn nhìn họ đang chở này. Cái này nặng lắm à. Đây. Đây. They are sleeping. Đông đá hết nè. Tôm trắng. Nhưng mà cũng phải tôm rồi đúng không chú? Đây nè, tôm này rất là đó. Tôm biển á. Tôm nhỏ. Tôm nhỏ mà. Cái này được là mình bỏ xỉ cho mấy siêu thị hay sao chú? Không biết, bán ra giữa nó mua nó đi giao cho hãng. À, là chú chỉ đưa cho vựa thôi. Mình chỉ lo đánh bắt là chủ yếu chứ còn mình không có mang lo cái đầu ra.
do cây dừa nó bán hay nó bán. Chú làm nghề này được bao lâu rồi? Làm năm 86 đây rồi đó. 86. Làm 38 năm. Lúc còn trẻ rồi đó. Chú ở Việt Nam có làm nghề này không? À, xong rồi sang đó sang đây là sang đây mình học lại nghề dạy nghề biết thêm ha. Bạn không có làm nghề, bạn làm lưới đâu, có làm cái nghề cào. À, cái này là mình quăng lưới xuống cái biển hả chú? À, cái lưới kìa. Không, cái lưới đó. Cào á? Có cái gì cào chú con không hiểu là cái lưới xong nó răng tôm thôi đúng không? Thì đi kéo à, ở dưới á. Dạ. Có hai cái miếng dán nó mở ra kéo. Dạ. Hai lưới. Dạ. Còn đây bạn, các bạn nhìn thấy mấy bẫy này này. To con, đô con, nó bêm được mấy cái bao tôm. Chú con biết đi. Năm mươi sáu, xem con biết đi. Yên. Thêm chắc. Yes sir. Một cái bịch này là bao nhiêu pound chú? Trên dưới 70 pound. Trên dưới 70 pound là hơn 30 kg đó. 30 kg. Mấy ký. Dạ. Các bạn nhìn thấy mấy cái xe này. Mấy cái pallet to cực luôn hả? Bình thường chú leo như vậy hả? Leo nhưng mà hơi khó đó. Không có thấy được thì lên. Ủa bình thường chú leo sao? Leo rồi nè. Ôi ok đây con leo được đó. Bước lên, bước qua đây. Chú cầm giùm con đi. Chú cầm này quay cho con nha. À đâu biết quay đâu quay. Con quay giùm phải không? Dạ đúng rồi, chú nhìn thấy không? Rồi, đâu không thấy gì trơn á. Đó, không. Đâu quay vậy hả? Đó. Ồ, con leo quay coi là con leo xuống không? Rồi. Rồi dính nó nha, cẩn thận nha. Được chú. Chào, hôm nay mình làm YouTuber đó ta. Mình phải quay người khác đó ta. Cảm ơn chú nha. Rồi. Đây. Rồi chú Tết Thương cho mình lên trên thuyền để coi các bạn nè. Đây, đang kéo lên nè. Tôm đang kéo lên nè. Cái này cả hơn 100 kg mà. Không, đâu có đâu. À, cái 4 cái hả? 4 cái. Một bịch đúng không? 70 phao. 70 phao là 30 kg. 30 kg. Dạ đúng không? 30 kg. 30, 60, 120. Dạ, 120. Thích chưa? Các bạn nhìn thấy mấy cái đồng rạp và bự chưa? Mấy chú làm đây toàn những là gần 40 năm rồi các bạn. Cái dưới này là cái thùng tôm mà các bạn, cái chỗ đựng tôm nó chứa tôm đó. Đi thử đây cho biết các bạn ơi, chưa bao giờ mình được lên một cái tàu đánh cá, tàu đánh tôm hết. Đây. Đầu tàu đây này các bạn. Còn trong này là thuyền trưởng ha. Khi tôi bắt con tàu xong mình lấy mình làm xong mình bỏ vô bao. Bỏ vô cái thùng nước nhúng đó, nó là thùng nước muối. À cái thùng nước muối. Nó cũng là làm không độ luôn. Dạ. Con tôm nó đông cứng lại. Rồi mình mới lấy từ đó mình bỏ trong hầm. À. Cái hầm cũng không độ, không độ hết. Dạ. Ủa tại sao nước muối nó giúp nhanh, đông nhanh hơn hay sao chú? Không, tại vì mình phải bỏ vô đó cho nó đông, con tôm cứng lại. Dạ. Mình mới thả xuống hầm. À. Không là mình không, nó không đông cứng là mình thả xuống hầm con tôm nó bị hư. À vậy à? Hả? Là nó bị nát hay là cái hay sao chú? Nó đen. À. Là khi mà mình bỏ vô đó là bỏ vô cái thùng này, không cho bỏ vô đó là khoảng 10 phút, 15 phút là dạ, nó sẽ đông tôm cứng lại. Giống vậy đó. Dạ. Mình bỏ xuống hầm. Dưới cũng lạnh không độ, nó giữ cái độ lạnh luôn. Dưới đó đang có người làm đúng không chú? Làm ở dưới quay dưới mình toàn thuê người mễ đúng không, mấy người mà không, nó mễ là của bến
Dạ. Mấy chú đi vô, mấy chú chỉ ăn nhậu thôi là bến nó lên làm thì làm. Dạ. Mấy chú cực mà biển rồi mấy chú vô này. Chú là mới view vô hôm nay luôn. Chú vô mấy bữa rồi nhưng mà gió vô mấy bữa bên nay nó bán cơm được. Dạ. Tại vì kẹt xe không có xe dạ. Chứ à. Hôm qua trời mưa mà, mưa bạn. Với lại nó không có bến này, nó không có đủ to xe nó mà nó chứa cơm. À. Nó đợi mấy ngày mới lên. Dạ. Quên nó quay cái ổng quay biết. Đây nè, có mấy có cái anh công nhân này đang móc tôm lên nè các bạn. Rồi, đi lên. Dạ, cảm ơn chú, con có nước rồi ạ. Đây các bạn thấy cũng phối hợp nhịp nhàng nha. Còn đọc nó kêu luôn. Cái bản nào ạ? Đưa 4 không gian đó. Đưa ra ngoài, khi nào biển ra là bỏ dây ra đó. Dạ. Thả rồi, cái này còn ngoài, thấy cái càng. Thả lại càng xuống. Mình mới đưa mấy bốn tấm dán ra. Cái ván đó, cái cục đó hả chú? Đó, bốn tấm dán đó. Bốn đó là nó mở vô một cái cào đó. Dạ. Hai bên hai miệng. Nhưng mà càng mình khi ra biển nó nhả ngã ra hai bên rồi nè. Đó. Đúng không? Ngã ra hai bên bây giờ mình vô mình mới đưa lên. À, đưa vô. Rồi cái dán này nó xuống lên nó nằm ngoài đó. À. Rồi mình cứ kéo đi rồi mình đổ đi ra đây mình để tôm thôi, để tôm thôi. À. Bắt tôm rồi. Mà thường thường đi xa biển là cách đây xa không chú? Bao nhiêu dặm, bao nhiêu hải lý? Tàu nhỏ nè thì đi cỡ 30 hải lý rồi vô. 30 hải lý rồi vô. Mà tàu lớn á, là đi xa đó. Lớn là tàu con nó đi cho tàu lớn. Tàu này tàu con nè. Cái này là tàu con. Là hai lưới còn là bốn lưới á. Mà hai máy đó là một máy. Dạ. Hai máy thì đi xa đó. Bờ khoảng 50-60 mai. 50-60 mai xa. Mai sau rồi, còn cái này khoảng đi khoảng 70 mai. Một lần đó là trên tàu mình có mấy người chú? Tàu đi một tàu mà cậu con đi có 2 người thôi, 3 người thôi. Có 3 người. 2 người sau người ta mình cấp tình nó có 3 người. Trời, có 3 người thôi mà đánh bắt được quá trời. Nhưng mà tàu hai máy thì 4 người. Cũng có lúc đi 3 người. Dạ. Đi 4 người. Này nó làm hoàn toàn là máy móc không à? À máy móc bằng thức. Chủ yếu là biết dùng máy đúng không chú? À. Chủ yếu là biết là dùng máy. Đúng. Cái trời là mấy cái gì mà mình bỏ lên dây, bỏ vô nó cầm lên nó làm tay kinh. Dạ. Làm bên nước sướng làm Việt Nam đó. Dạ. Bên Việt Nam thì cực. Cực. Hay là chú đi làm mấy chục năm rồi, 40 năm. Dạ. Bây giờ phải rồi. Rồi là sáu mấy rồi? Dạ, sáu mấy. Chú là sáu 4 rồi đó. Dạ, làm vài năm nữa thì nghỉ hưu được rồi chú. 2 năm nữa. Nhiều khi chú nghỉ hưu chú lại nhớ nghề. Đó, thì đó đó. Buồn thì cũng đi. Dạ. Về chiến. Ở nhà cũng buồn. Dạ, đúng rồi. Trồng trọt chú. Chồng thì vợ chửi. Ở nhà chồng có phá tiền vợ chửi. Dạ. Vợ có vợ la. Dạ. Cái này là cái nào mà mình giỏi thì mình thích làm, cái nào mình không có giỏi thì không thích làm đúng không? Mình đến đây được gặp đúng lúc người ta dỡ tôm từ tàu xuống bến thật là quá may, lại còn được nghe hai chú Việt Nam kể chuyện làm nghề nữa. Đúng là được mở mang tầm mắt. Làm nghề này cả 40 năm rồi. Chú kể là thời xưa còn trẻ, lúc nào mà chúng lớn á, thì có thể kiếm được cả hơn 30.000 đô một tháng. Kiếm tiền rất là tốt luôn. Một con số mà thời nay khi mà mình nghe còn mê nữa ha. Giờ mấy chú thì cũng có tuổi rồi, sức không còn như xưa, nên là làm tà tà cho vui và kiếm đồng ra đồng vào thôi. Mình thấy đây đúng là cuộc sống Mỹ mà nhiều người mơ đến. Chịu khó bỏ ra công sức rồi chăm chỉ lao động thì sẽ kiếm được tiền. Nghề nào thì cũng có cái cực của nghề đó ha. Nhưng mà kiếm tiền xứng đáng với công sức mình bỏ ra thì ai ai cũng sẵn sàng. Mà hai chú Kelly gặp thì rất là dễ thương luôn nha. Hỏi Kelly có muốn lấy cá và mực về nhà ăn không?
và cách nói chuyện xưng hô cứ như là con cháu ở trong nhà vậy đó, nghe rất là thương luôn. Đúng là đi đâu xa mà gặp được tình cảm đồng hương như vậy thì thật là quý. À vâng. Đây là cái mẻ này là mẻ cá mực. Cá mực các bạn. Ngoài đây là nó. Cái khúc tôm này dẫn tôi lên lấy vậy. Đây này, dưới này không độ nên các anh này mặc áo dày nữa các bạn. Thấy tuyết rồi, hai. Good work. Đi nè, wow, cá đuối các bạn. À, đây cái mấy con cá khác. Nếp. Mấy anh công nhân người Mỹ này cũng rất là dễ thương nha. Biết Kelly quay YouTube nên là hỏi tên kênh rồi vào xem và chia sẻ cho nhau coi nữa. Nhưng tiếc là toàn tiếng Việt nên là mấy anh đó coi cũng không hiểu gì. Bây giờ thì coi như là đã xong việc rồi nè. Mọi người chia nhau ít tôm cá mực về nhà ăn. Nhiều cục lắm mà bận bận. Chú ấy đi. Okay. Cái này mực trứng hay mực sữa chú? Nhỏ nhỏ xíu. Mực trứng ấy. Wow. Đây cái chú này sẽ ra mở cho mình xem cái xe đông mà các bạn để tôm á. Hồi nãy là mình chưa kịp quay. Mọi người đây rất là dễ thương luôn á. Tạo điều kiện cho mình quay video. Ai cũng là vui vẻ và dễ mến. Đây. Wow, đây là các pallet tôm này. Ui, lạnh ngắt rồi các bạn ơi. Nhìn này. Ui. Mình thấy khí lạnh xả ra như vậy. Wow. Ok. Thank you so much. Đó. No, somebody come and get it and maybe tomorrow. Oh, tomorrow. Okay. Yeah, okay. Thank you. Cái này người ta bảo là ngày mai thì sẽ có một cái xe đến lấy nè. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Cảm ơn các bạn đã cùng khám phá với Kelly ngày hôm nay nha. Sau đó thì mình lái xe chừng 2 tiếng nữa là về lại thành phố Houston. Video này thì mình xin tạm dừng lại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.